con, sâu cuốn lá hại lúa không còn xa lạ với bà con nông dân. Sâu thường gây hại trên các giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đồng và đến rổ. Nếu sâu gây hại trên diện rộng sẽ làm cho ruộng bị hại trở nên sơ sát, cây lúa kém phát triển và dẫn đến giảm năng suất lúa. Với sự kết hợp hoàn hảo của hai hoạt chất Clofenapir và Espirodiclofen, sản phẩm Fanmac 350SC của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Thuốc có hiệu lực cao, tác động lên hệ thần kinh, ngăn chặn quá trình lột xác của sâu. Và ngay sau đây, xin mời quý bà con cùng lắng nghe những chia sẻ và đánh giá của bà con tại khu vực Đồng Tháp về sản phẩm Fanmac 350SC. Kính mời bà con theo dõi. Mình thăm đồng thường xuyên, thấy sâu mà nó mặt độ nó tuổi một tuổi hai rồi, mình thấy nó ảnh hưởng tới lúa mình thì mình tiến hành phun sản phẩm Fanmac. Tôi thấy phun Fanmac sau 3 ngày thì sâu nó chết cỡ 95%. Tôi phun là một bình 25 lít, đó là 20cc, một công một bình 1000 m2. Thấy Fanmac này diệt sâu là hiệu quả và nó tiết kiệm nông dân. Sau 3 ngày phun Fanmac là mình thấy con sâu nó kéo tơ lại, là nó gụn lại, là nó đỏ con sâu, là nó không thể bò nổi, là con sâu đó trong vòng 3 ngày đó là con sâu chết đen luôn. Theo như tôi đánh giá là thằng Fanmac này là xài nó là nó hiệu quả, tại mấy mùa nay mình xài Fanmac á, mình xịt vô là thấy là có thể là từ cỡ nửa tháng sau á là con sâu nó mới có xuất hiện lại. Chứ mình xịt cho rồi là con sâu nó sẽ chết ngay liền, chết đen luôn. Mà nó lưu dẫn được cỡ nửa tháng sau á, mình mới quan tâm con sâu nữa. Tôi thì thường xuyên đi thăm đồng là thấy muốn sử dụng Fanmac thì tôi thấy là lượng bướm gộ nhiều và hiệu quả là sau khi bướm gộ là khoảng 6-7 ngày tôi đem thuốc ra phun là rất là tốt và hiệu quả. Con sâu thì như con sâu tơ, sâu con, sâu tơ mới lớn á thì chết là qua bữa sau là nó chết. Còn sâu hơi bự là như tuổi 3, tuổi 4 là 2 ngày sau là bắt đầu nó khô vàng. Lượng sâu là chết là rất là ok và chiếm 90-100% luôn á. Mang đến sự khác biệt.